Không hiểu sao cứ ghi là kết nối không thành công em ạ. Loan gửi lời mời lại giúp chị xem nào. Luyến khỏe à? À, Luyến đang ở Hà Nội hay là đang về quê đấy? Hôm vừa rồi thấy mấy chị em đi chơi vui thế, cảnh đẹp thế, vừa mát vừa đẹp. Anh chị cũng mới ở trên Lạng Sơn về được 2 hôm, 3 hôm nay. Hôm nay đang có mặt tại thị trường Hà Nội. Các anh chị em vào xem livestream của em Dung thì tương tác giúp em Dung chia sẻ. Cảm ơn Luyến rất nhiều đã tác các tên nhà đầu tư vào đây giúp chị. À, hôm nay em Dung có một khách mời, một người em, một người đã biết đến lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp rồi. Em từng là kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán ăn các anh chị ạ. Và khi mà biết đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp này, em đã dành thời gian tìm hiểu cũng như là được người chồng của mình tìm hiểu trước, dành nhiều thời gian hơn. Thì trong cái quá trình tìm hiểu và em về nhà quyết định bàn với chồng là sang nhượng lại cửa hàng, sang nhượng lại tất cả những tài sản và quyết định đưa cái cơ hội này lan tỏa về quê hương. Và ngày hôm nay thì em đang có mặt tại thị trường Nghệ An để chia sẻ cho những người thân bạn bè, và chị vô cùng ngưỡng mộ người em này. Em ý tuổi thì cũng còn rất là trẻ nhưng mà phải dùng cái từ đó là cặp đôi vô cùng yêu thương, gắn bó với nhau. Ví dụ như là muốn gặp em Loan thì cứ gọi điện là kiểu gì cũng gặp được anh Bằng, đúng không ạ? Cặp đôi luôn song hành với nhau, và anh Bằng luôn có một cái câu ví von rất là hay, bởi vì vợ chồng anh là một đôi chim, gọi là đôi chim cu đấy, đúng không ạ? Chim gì, chim bồ câu ấy, nó phải có đôi có bạn. Cứ gửi lời mời mà không hiểu sao nó lại không được. Chào chào bác Hương nhá. Em chào chị Thúy. Chị Thúy về đến nhà đã, lên văn phòng chưa hay đang ở nhà? Bác Hương khỏe không? Bác Hương lại chuẩn bị đón các anh chị về nhà. Lần này lại các anh chị về nhà đầy đủ hết rồi. Mình lại chuẩn bị gia đình có cỗ rồi. Hai bác với các anh chị mời cơm hết chưa? Chị Thúy hẹn hứa với em mãi là lên chờ anh chị về rồi hẳn về em nhé. Em chờ chị hơn chục ngày không thấy chị đâu. Đến lúc em muốn về đến Hà Nội thì anh chị lại bỏ các em đi về Lạng Sơn. Buồn ghê nha. Dạo này công việc của anh chị thế nào rồi? Công việc của Luyến phát triển tốt không em? Em chào chị Huệ nha. Cảm ơn chị Huệ là mỗi lần tương tác bài cho em. Em live stream đều vào tương tác giúp em ạ. Hôm nay câu chuyện hơi bị đáng buồn là em Loan cứ gửi mời lời mời thì lại bị ao ra nhỉ. Là do chủ mạng của em hay là do mạng của chị? Mạng của chị vẫn ok nhưng mà cái của em là sao mà nó cứ gửi lời mời chấp nhận đàng hoàng mà nó lại cứ bị ao ra không lên được ta. Vậy ngày hôm nay em Dung có người em là sẽ mời về lên đây để live stream. Nhờ trường hợp mà em Loan không lên được thì anh chị em nào sẵn sàng lên giao lưu cùng với em Dung thì chúng ta cùng gửi lời mời nhé. Chào em chú nha, chào các anh chị em, chào 100 anh chị em đang tương tác bài giúp em Dung rồi ạ. Và ngày hôm nay thì kế hoạch live stream buổi hôm nay thì chúng em muốn chia sẻ về một cái, đó là câu chuyện bản thân của một người em thay đổi cuộc sống của mình và lý do lựa chọn dịch chuyển và đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp. Rất là tiếc là nãy giờ em Dung đã mời nhưng mà em ấy vẫn chưa lên được. Em chào chị Hương nha. Cái em gửi rồi chị hả? Đấy, gửi rồi, chị chấp nhận rồi mà. Chấp nhận rồi, phải ấn chữ chấp nhận rồi. Nếu chấp nhận họ có thể tham gia với lựa chọn. Ok, chị chấp nhận rồi, thêm rồi. Em chào chị Hương nha. Trời ơi, chị Hương tuyệt vời thế. Chị Vũ Thị Hương, em chào chị Phạm Thu Hương luôn. Hai chị Hương, x2 chị Hương luôn. Đấy, chị Hương là một trong những nhà đầu tư mà vừa rồi đây tham gia khóa học K10 về. Chị Hương cũng là có đồng đội. Cái tuyệt vời nhất đó là trong khóa vừa rồi chị Hương đã đưa được đồng đội mình đi học và cái sự bứt phá cực kỳ mạnh. Một mình thì chỉ phát triển được có một quãng đường ngắn, một phạm trù ngắn thôi. Nhưng mà chị Hương đã đưa đi 10 đồng đội, 9 hay 10 người luôn chị nhờ.
Thì cái kết quả vừa qua sau khóa học của K10 thì chị Hường đã bùng nổ về doanh số, cũng như là giúp được rất nhiều người biết đến cơ hội này, cũng như là những nhà đầu tư cũ họ cũng hiểu thêm về giá trị và gia tăng tài sản cho chính bản thân mình. Đấy, nên là anh chị em nào mà đã là nhà đầu tư rồi mà mình đang loay hoay chưa biết làm thế nào để phát triển được bản thân, chưa biết làm thế nào để đào tạo lại được cho đội nhóm, giúp cho đội nhóm thành công, là chưa biết cách làm thế nào để cho mình gia tăng được thêm tài sản, chưa biết cách làm thế nào để là có thêm kiến thức để chia sẻ cho đồng đội của mình, thì các anh chị hãy đăng ký tham gia khóa học K11 các anh chị nha. Bởi vì trong các khóa học có thể là các cái nội dung bài học khác nhau, nội dung bài học có nghĩa là gần như là giống nhau, nhưng mà mỗi một khóa học, mỗi một thời điểm, mỗi một khung giờ khác nhau là chúng ta đã có nhận được những cái kết quả khác nhau rồi các anh chị ạ, đúng không ạ? Nên là lý do vì sao mà nay đã là ca thứ 10, chuẩn bị ca thứ 11 rồi mà em Dung vẫn tiếp tục tham gia học, bởi vì học không bao giờ thừa các anh chị ạ. Và có những câu chuyện, có những bài học, những bài giảng mà cho đến giờ phút này, cho đến ngày hôm nay em Dung mới hiểu hết. Hiểu cũng chưa thể hiểu hết được, mà dùng cái từ đó là mình mới ngộ nhận ra được là lý do vì sao mình đi học trước đây các anh chị chia sẻ mà mình vẫn chưa hiểu được cái mà anh chị muốn truyền tải đến. Thì ngày hôm nay em Dung mới bắt đầu lộ dần ra, hiểu dần dần ra các anh chị ạ. Đấy là lý do vì sao mà em Dung luôn đi học. Và em Dung cũng chưa thể đưa được nhiều đồng đội đi học giống như chị Hường, hay giống như là các anh chị đồng đội ở trên Bắc Giang, như là anh Trường, anh chị Liễu, chị Nhẫn ở trên Bắc Giang đưa đi. Nhưng mà ít nhất một khóa học em cũng đưa được 1, 2, 3, 4 người đi cùng. Thế thì một cái đầu sẽ không bằng 2, 3, 4 cái đầu, đúng không anh chị? Và mỗi một người như thế họ đi học về rồi thì họ sẽ ý thức được là cần phát triển như thế nào, cần học hỏi ra làm sao và phát triển như thế nào. À, Loan có nói lại em gửi rồi mà không được, chị vẫn luôn chấp nhận. Em có còn sử dụng một cái nick nào khác không? Đó, thế thì là đấy là cái lý do mà vì sao anh em của chúng ta cùng nhau đi học các anh chị nhá. Đi học để mình có thêm năng lượng và luôn luôn giữ năng lượng. Các anh chị cũng biết ở trong một cái buổi đào tạo, hay là bình thường các anh chị em, các anh chị như anh Công, chị Thơ và rất nhiều các anh chị em leader đi trước, người ta luôn đào tạo cái cách làm thế nào để chúng ta phát triển được bản thân. Ở trong đó có một cái đó là muốn bán được hàng thì bạn phải trở nên năng lượng, đúng không ạ? Thì các anh chị có thấy là nếu như mình mà không năng lượng, không năng lượng thì mình sẽ không có được cái, không năng lượng thì mình sẽ không bán được hàng, đúng không ạ? Mình sẽ không có đủ kiến thức, không có đủ tư duy, cũng không như là không nói chuyện mạnh mẽ được thì mình sẽ không bán được hàng, đúng không ạ? Hello em, chúc ngày mới nhiều năng lượng. Vâng, em cảm ơn chị Thúy nha. Em chào anh Công, chào các anh chị em. Đó là một trong những bài học mà trước đây em Dung chỉ nghĩ là cái bài học, bài chia sẻ của anh Công, bài chia sẻ của chị Thơ là năng lượng, chắc là mình nói to nên là năng lượng thôi. Nhưng ngày hôm nay ngoài cái vấn đề mình nói to, mình năng lượng ra, mình cần phải có kiến thức, mình sẽ nói cái gì, mình chia sẻ như thế nào để cho mọi người lắng nghe mình, đúng không ạ? Vậy khi với em Dung ngày hôm nay, em Dung phía sau em Dung cũng đã có hàng trăm nhà đầu tư, thì mình phải có trách nhiệm với những người bước đầu đã tin tưởng mình. Và mình phải vận hành cái doanh nghiệp đó của chính mình, đúng không anh chị? Nhưng mà muốn vận hành được cái doanh nghiệp đó của chính mình, một cái doanh nghiệp mà chúng ta không mất tiền để thuê mặt bằng, không phải trả lương hàng tháng, mà vẫn tạo ra công ăn việc làm cho mình, vẫn tạo ra dòng thu nhập cho chính mình, và cũng chính là cái cơ hội đó để làm thay đổi con người mình, thì tại sao mình lại không đi học? Mà nếu như không đi học thì mình sẽ không có được kiến thức để vận hành đâu các anh chị ạ. Bởi vì trong cái hệ thống của mình, hàng trăm người đó, có những người cực kỳ giỏi các anh chị nha. Người ta vừa giỏi, người ta vừa có tiền, họ sẽ không lắng nghe mình đâu. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta không có sự thay đổi, không có sự khác biệt của ngày hôm qua, thì họ sẽ không lắng nghe mình. Thế thì bây giờ mình xây dựng một cái hệ thống cho chính bản thân mình ngày hôm nay rồi, mà mình không vận hành, không chăm sóc nó, thì có thể là một thời điểm nào đó họ có thể dịch chuyển sang hệ thống khác các anh chị ạ. Nên là việc của mình là phải cần thay đổi, không cần phải thay đổi người khác mà thay đổi chính mình các anh chị, đúng không? Em chào chị Hà, em chào chị Trang Nguyễn nha. Loan nói là không biết tại sao không gửi yêu cầu được chị ạ. Em gửi yêu cầu là chị chấp nhận rồi mà sao lại không được ta? Em sử dụng nick của anh Bằng đi. Sử dụng nick của anh Bằng xem được không? Đấy, em Loan cũng là một trong những người, tuy là em mới là nhà đầu tư thôi, nhưng mà em đã rất kiên trì học, tham gia các khóa học. Ví dụ như là
Chị Thơ nói rằng là Loan với Bằng tham gia khóa học đi, là tham gia khóa học và lên Hà Nội để cập nhật thêm thông tin, để anh chị chia sẻ sâu hơn về cái cơ hội mà các em đang góp vốn vào đây, hiểu rõ cái giá trị của mình để lan tỏa cái cơ hội này đến với cộng đồng. Nếu như ngày hôm nay anh chị em của chúng ta mà không hiểu rõ, mà chúng ta chưa hiểu rõ cái giá trị thực sự, mà chúng ta cứ đi chia sẻ cái cơ hội này đến với bà con lối xóm, đi chia sẻ với người thân bạn bè của mình, thì có nghĩa là mình chưa cập nhật rõ thông tin, thì mình chính bản thân mình đang là người vô tình làm mất đi cơ hội của người khác, đúng không anh chị? Nên việc của mình là phải học hỏi, phải nâng cấp bản thân, phải thay đổi mỗi ngày để chúng ta có kiến thức để chúng ta vận hành doanh nghiệp của chính chúng ta, và chúng ta sẽ không làm mất đi cơ hội. Khi mình chia sẻ cơ hội đến đầy đủ thông tin, hồ sơ, pháp lý, giấy tờ, cũng như là cái cơ hội tiềm năng thực sự, và không làm cho người ta mất tiền, nhưng lúc đó người ta không lựa chọn, thì sau này họ mới không trách được mình, đúng không ạ? Họ không trách mình là do mình làm sai, hay là do mình đưa thông tin không đầy đủ. Thì lúc đó họ mới là cơ hội người em, người cháu, người bạn đó đã đưa thông tin đầy đủ, nhưng lý do tôi chưa đầu tư vì tôi chưa có tiền, hay lý do tôi đầu tư là vì tôi không thấy phù hợp, hay là chưa thấy phù hợp đối với tôi. Thì sau này họ sẽ không trách móc mình lúc đấy tại sao em không chia sẻ đầy đủ họ ngành cho anh, cho chị, đúng không ạ? Thì mình sẽ không mất đi cơ hội, mình không làm mất đi cơ hội của họ. Đây nha. Đấy, đấy là cái lý do vì sao mà em đi học các anh chị ạ. Nên là anh chị em nào đã là nhà đầu tư, nếu như ở xa thì chúng ta cùng nhau sắp xếp là ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 1. Đây rồi. Tại sao cái nick của em lại không được nhỉ? Em ăn cơm chưa? Em ăn xong rồi chị ạ. Dạ. Chúc mừng em nhá, đã được ăn cơm rồi, bây giờ kiểu gì chả năng lượng đúng không? Chắc là năng lượng, chị Dung năng lượng từ đầu nên là bật em ra thì chứ bây giờ mà. Thế anh Bằng chắc là năng lượng hơn đúng không? Em chào anh Công, em chào chị Thơ, chào bạn Dương Hợp nha. Chào các anh chị em. Buổi trưa thì thực ra là cái khung giờ này là cái khung giờ đang nghỉ ngơi của các anh chị, thì giờ hai chị em lại tranh thủ thời gian để lên đây giao lưu. Vừa là giao lưu cũng như là chúng em cũng mong muốn là thông qua mạng internet như thế này có thể truyền tải một số thông tin nào đó hay một cơ hội nào đó đến với cộng đồng người thân của mình. Thì ngày hôm nay em Dung có mời lên đây một người em suốt khoảng thời gian vừa rồi, khoảng thời gian rất là ngắn, đó là cũng đã PR và quảng bá về em Loan. Em là một người em mà chị thực sự vô cùng ngưỡng mộ, không bị tự ti về màn hình. Đây là cái câu chuyện rất là thật các anh chị nhá. Nếu như mà ngoài kia cũng có những anh chị là thấy là ôi em bị rào cản nào là thân hình em mập này, hay là em cao quá này, hay là em cảm thấy mình mệt mỏi hay thế nào ấy kia, nhưng mà với Loan chị nhận thấy được là cái sự khao khát mong muốn, và em không hề bị cái tác động ở bên ngoài làm thay đổi cái ý chí ở bên trong của con người em. Đó là cái mà chị thực sự ngưỡng mộ. Đấy thì cái chồng chị vẫn nói đó là Loan nó có cái thân hình như thế, nhưng mà với Loan nó vẫn có cái sự thanh thoát và nhẹ nhàng, nó không bị rào cản như thế, nên là cảm giác như nó rất là nhẹ nhàng. Và trong cái câu chuyện mà công việc các em làm cũng như là nghiêm túc với học tập, thì đó là cái mà chị đánh giá rất là cao mà các em đã đạt được trong cái khoảng thời gian rất là ít vừa rồi, đúng không? Và các anh chị thử xem lý do vì sao mà em Loan chỉ có đi một cái quãng đường từ Hà Nội về đến Nghệ An thôi, mà em Loan đã giúp được cho một nhà đầu tư biết đến cơ hội và đồng hành cùng với vợ chồng nhà em Loan. Thì ngày hôm nay thì các anh chị em cùng lắng nghe em Loan chia sẻ về câu chuyện bản thân của mình và lý do vì sao em lại đồng hành vào công nghệ UST, được không? Em giới thiệu tên bản thân và em đến từ đâu? Vâng, em cảm ơn chị Dung. Trước hết là em cảm ơn chị Dung đã cho em cái cơ hội để cùng live stream với chị Dung và hiện diện ở trước giờ trưa ngày hôm nay ở trên đang live stream đây ạ, trên Zoom, trên live stream của chị Dung. Thì em xin được gửi lời chào tới quý cô chú anh chị đang theo dõi live stream này ạ. Và em xin được giới thiệu qua một chút, và em là họ tên đầy đủ là Đinh Thị Kim Loan. Sinh năm 1988, quê gốc của em thì là ở Phú Thọ, và em lấy chồng thì về Nghệ An, và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Chị nghe không? Có, chị vẫn nghe, em cứ nói chuyện bình thường. Tại vì mưa mạng nó bất ổn một tí, nên là có lúc là chắc là nghe được, có lúc thì không. Ở nhà chắc đang mưa nên máy của em không kết nối đúng không?
Nhưng mà ở Hà Nội đang nắng lắm. Thế ạ. Thế lại ra Hà Nội đi thôi. Thế chị muốn hỏi là lý do vì sao khi mà được chồng đã biết đến cái cơ hội này cũng thông qua trên internet, là một người chia sẻ vu vơ thôi đúng không, nhưng mà chồng đã đón nhận rồi thì đón nhận cái cơ hội này, khi mà chồng chia sẻ về lý do làm sao mà đang kinh doanh buôn bán tốt như thế, khách hàng thu nhập tốt như thế, thì nhà em lại dịch chuyển nhượng lại cửa hàng để mình đón nhận cơ hội này, em nhìn nhận thấy cái cơ hội nó như thế nào mà em quyết định nghỉ cái công việc truyền thống để đi lan tỏa cơ hội này, mặc dù trong cái khoảng thời gian rất là ngắn là có nhiều người nói rằng là vợ chồng em đi lừa đảo đúng không, hay vợ chồng em là đi làm những cái mơ hồ, nhưng mà ngày hôm nay thì em đã quyết định, thì chắc chắn là cái quyết định của em nó phải có cái lý do đủ lớn hơn so với cái việc mà em đang kinh doanh truyền thống đúng không. Em có thể bật mí cho anh chị em xem là cái động cơ nào, cái năng lượng nào, hay là cái quyết tâm nào mà em có thể là nghỉ công việc truyền thống, mà khi mà các anh chị về đến cái cửa hàng của em cảm thấy là nơi đó kinh doanh cũng rất là tốt. Để em xin được chia sẻ cái câu chuyện mà em quyết định là đốt tiền để đồng hành cùng với ông xã em để đi chia sẻ cũng như là lan tỏa cơ hội UST để chúng ta cảm ơn người. Thì khi mà em được chồng của em chia sẻ cho em về công nghệ UST và về cái cơ duyên để mà chồng em biết đến UST và nói lại với em, và hai vợ chồng là luôn luôn là tâm sự với nhau, và trong hai vợ chồng em thì là xuất phát, chồng em cũng tầm sinh ra là từ nông thôn và cũng là một sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn. Em bản thân em cũng vậy, em thì cũng là sinh ra ở nông thôn và hoàn cảnh gia đình thì cũng hoàn cảnh của bố mẹ đẻ em thì cũng đang rất là khó khăn, cho nên là khi mà biết đến được cái cơ hội UST này thì chồng em đã tìm hiểu và đã được một người chị ở Sài Gòn chia sẻ và chia sẻ thông tin, và chồng em đã tìm hiểu và đã chia sẻ lại với em. Thì khi mà được chia sẻ về UST thì em cũng thấy rằng là đây là một cái cơ hội mà để có thể là cuộc đời của mình cũng như là của vợ chồng em là sẽ có một cái trang sách mới và cũng có là một cái bứt phá mới. Thì thế là em để mà chồng em một mình mà đi chia sẻ hay là đi lan tỏa thì nó không được gọi là nếu mà hai người đồng hành thì có thể là tin tưởng của mọi người sẽ nhiều hơn, và mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thấy được rằng là tại sao mà hai vợ chồng lại đang làm quán như vậy, mà em đang làm quán như vậy mà em lại nghỉ quán để đồng hành với chồng em, và tại sao cái cơ hội này nó có giá trị gì hay là nó tốt như thế nào, mà để là công việc kinh doanh của em thì cũng đang rất là tốt, chứ không phải là cái thu nhập của em hàng ngày hàng tháng thì nó cũng rất là đều, để mà nói thì công việc truyền thống như vậy thì nó cũng là ổn định, nhưng mà để so với cái công việc mà hay là cái cơ hội của UST thì em đã được ông xã em nói và chia sẻ thì em thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt, cơ hội để cho mình được thay đổi chính bản thân mình trước đã. Và khi mà em thấy rằng ông xã em thì rất là một người rất là ham học hỏi và rất là muốn là khát khao để làm sao mà để giúp được anh em của mình có được cái cuộc sống tốt hơn, và được làm sao mà để cho nhiều người làm có một cái cuộc sống nó không phải là vất vả giống như kiểu là ở quê ấy, thì có nhiều người cũng đang còn rất là vất vả nhưng mà họ chưa biết đến cơ hội này. Thì em lúc mà khi mà để quyết định suy nghĩ suốt là làm sao mà bây giờ là mình đồng hành cùng với chồng mình và mình phải nghỉ cái công việc mà hiện tại mình đang cảm thấy rất là tốt, và nếu như mình nghỉ đi rồi thì cái mình bước vào cái công việc mới nó có thể là mình sẽ làm tốt được hay không. Thì em cứ nghĩ là lúc trước em làm cái công việc làm khi mà em chưa biết gì thì em và ông xã em đã quyết định mở quán, và từ cái không biết một cái gì thì em tự lên mạng em tìm hiểu
và em tự làm tất cả những cái gọi là nguyên liệu và những cái cách pha chế để mình nấu ra được một cái món ăn. Thì tại sao mình nghĩ rằng là mình làm được như vậy mà mình không biết một cái gì về về gọi là kinh doanh nhà hàng hay là làm những cái món ăn thì mình lại làm được, thì cớ thì tại sao mà mình được chia sẻ cái cơ hội này, và mình thấy cơ hội này nó rất là tốt và là thay đổi cả con người mình nữa, thì tại sao là mình lại không tìm hiểu, không cho phép mình để cùng đồng hành với ông xã mình để tìm hiểu, và mình tại sao mình lại cứ phải vất vả suốt ngày ở trong bếp mà trời thì mùa hè mà nắng nóng như này mà đi vào bếp thì thật sự mồ hôi một kê nhễ nhại ra, cảm thấy rất là vất vả, và một mình gần như là em phải là người là làm hết tất cả mọi việc, có nghĩa là mình vừa làm một người đi làm thuê, vừa làm một người là tự trả lương cho mình, vừa làm chủ, có nghĩa là mình cái gì cũng phải là đến tay, từ cái nhỏ nhất, từ cái nhặt rau cho đến là từ cái là nấu phục vụ cho khách hàng thì mình phải là người làm hết. Cho nên em thấy là nếu mà mình cứ như này thì mình cũng chả có gọi là biết được cái cuộc sống nó sướng như thế nào, hay là biết được cái gọi là đi chơi, hay là đi mỗi lúc mà có ngày nghỉ lễ thì người ta đến mình ăn thì mình lại phải phục vụ cho người ta. Mình không biết ngày lễ là gì, cũng không biết ngày nghỉ là gì. Ăn rồi cứ người ta có ngày nghỉ thì mình mới cứ họ đến mình ăn đông thì mình mới lại phục vụ người có tiền. Thì mình thấy là mình vất vả như thế, mình chả có thời gian rảnh rỗi để mình chăm cái bản thân mình. Chính bản thân em tại sao mà lại nó lại xuống cấp như vậy. Tại vì là khi mà mình làm như vậy em lại không chú ý đến cái bản thân em lắm. Thì khi mà em cứ nghĩ rằng là thôi em làm tốt công việc của em, và hàng ngày thì công việc của em là có nghĩa là cứ phục vụ cho khách hàng tốt, khách hàng ăn gọi nhiều món thì mình phục vụ nhiều, mình có nhiều tiền là mình thích rồi. Còn không quan trọng là tại vì em không hay ra bên ngoài để tiếp khách, mà em chủ yếu là em ở trong bếp, còn tiếp khách là chồng em. Thì thế là khi mà thấy những người mà những cái bạn mà đến ăn, đặc biệt là những bạn gái, có những bạn thì rất là đẹp, và mình gặp đôi khi mình cũng phải đặt ra câu hỏi là các bạn đẹp như thế nhưng mình thích được như thế, nhưng mà mình tại sao mình lại không bây giờ mình lại không làm được như các bạn, mà mình lại cứ phải là suốt ngày hú húi ở trong bếp này, và nhiều lúc nghĩ cũng tức chứ, làm mình còn phải dọn dẹp, mình lại còn phải là rửa bát, đến thậm chí là đến 1-2 giờ sáng mình bắt đầu mới được đi ngủ, sáng thì lại phải dậy sớm để là đi chợ về bắt đầu lại chuẩn bị. Cái công việc hàng ngày mình nó cứ như vậy thôi, và mình cảm thấy là quá là vất vả luôn. Và chồng em thì khi mà đi học các lớp phát triển bản thân về thì chồng em nói chuyện với em thì dường như là cái lúc đó em chưa đón nhận, và em luôn đặt lại chồng em, và em nói rằng là anh thì lúc đấy thì cứ nghĩ là tiền ở trước mắt đây thì sao không kiếm, mà cứ đi kiếm cái gì ở đâu, và cứ nói là tỷ phú nọ tỷ phú kia. Thì lúc đấy thì mình chưa tìm hiểu gì cả, chưa hiểu ra, chưa ngộ ra được gì, thấy rằng là chồng em nói thì cứ kiểu là mình nghĩ là cái ông này ông đi học về ông bị làm sao mà ông cứ toàn nói lung tung, và việc của mình ở đây thì không làm. Em tức, có những lúc mà em khóc, em ngồi em làm một mình em khóc xong thì em bảo là nếu mà bây giờ mà mình vẫn cứ như thế này thì làm sao mà mình bằng được người ta. Mà bây giờ mà chồng em mà cứ nói như thế thì xong, thì chồng em bảo là bây giờ em mà không thay đổi ấy thì anh với em không bao giờ cùng tư duy và không bao giờ nói chuyện được với nhau. Em bảo là anh cứ nhớ lấy câu này, em em không phải là một người bình thường, mà em đây là em nghĩ rằng là cái cuộc sống gia đình đang vất vả thì em còn phải lăn lộn, em còn phải kiếm tiền. Nếu như mà bây giờ mà em mà hy sinh, em là một người chịu thiệt để cho anh tiến lên phía trước, để một mình anh phấn đấu, để cho anh đi học học những người thành công thì anh cố gắng, còn em sẽ lùi ở phía sau, em làm hậu phương để em ở nhà chăm con rồi là kiếm tiền hàng ngày. Nhưng mà khi mà thấy rằng là trời thì nóng mình phải vào bếp, hay trời lạnh mình cũng phải tự làm, hay là đêm hôm thì mình cứ lọ mọ một mình, người ta đi ngủ hết rồi, và những ngày lễ người ta đi chơi thì cho con cái đi chơi thì mình lại vẫn phải lao đầu và mình làm, mà có phải là nó ít việc đâu, nó cái quán ăn thì nó rất là nhiều việc, việc bắt đủ các loại việc thì thấy là vất vả quá. Thì thôi, thì là thay vì là mình cứ nghĩ rằng đó là một cái nghề ổn định và đó là một cái nghề mà hàng ngày có đồng tiền, thì bảo là nếu mà có đồng tiền như vậy thì nó cũng chẳng sướng được, thì em nghiêm túc là em nghe ngồi, là lúc đấy là bắt đầu mình bình tĩnh lại và mình ngồi để nghe chồng mình chia sẻ, và anh phân tích, làm anh phân tích những cái gọi là để thay đổi cái bản thân, thay đổi cái suy nghĩ mình, thì em đã cảm thấy là mình cần phải thay đổi và mình cần phải là bứt phá ngay lập tức. Vì thế là mình bây giờ mình muốn là
thân mình thay đổi thì mình phải là thay đổi cái công việc của mình đi thì mình mới có thể thay đổi bản thân mình được. Và vợ chồng đã bàn với nhau là thôi bây giờ thì làm gì, việc gì thì cũng vẫn phải làm. Và nếu như mình làm chọn một cái công việc nó thông minh hơn, nó nhẹ nhàng hơn, mà là mình muốn đi đâu hay là những ngày lễ mình muốn đưa con cái đi chơi hay là vợ chồng muốn đi về quê thì không phải phụ thuộc vào cái thời gian và cũng không phải là cứ về vội xong rồi lại quay lại để tiếp tục công việc và không có cái lúc nào gọi là dành thời gian cho người thân của mình. Thì đấy là một cái mà để mà em buông bỏ hết. Và em đã hai vợ chồng đã quyết định là sang nhượng lại cửa hàng và đồng hành cùng với nhau để đi chia sẻ cũng là lan tỏa cái cơ hội này đến tất cả mọi người. Thì vì là nếu như bản thân vợ chồng em đã là một người được biết đến cơ hội và được sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này rồi, về tương lai nó sẽ rất là tốt và nó là mang lại cái nguồn tài chính, để nguồn tài chính gọi là trở nên giàu có đấy. Thì cả ba đời, cả bốn đời mình đã nghèo khổ rồi, thì bây giờ mình có một cái cơ hội tốt như này, tại sao mình lại không để đi chia sẻ, để giúp đỡ anh em trong gia đình mình và giúp đỡ những người ở quê mình để cùng nhau đi lên, cùng nhau phát triển. Nếu như ai cảm thấy là công việc ai mà được nghe cái chia sẻ cũng như là được chia sẻ cái thông tin này thì họ cảm thấy là tốt thì họ tự tìm hiểu, và họ có vấn đề gì thì họ hỏi vợ chồng em, thì vợ chồng em sẵn sàng là về để chia sẻ cũng như là đến tận nơi để chia sẻ để cho mọi người cùng hiểu. Là hiện tại thì vợ chồng em đang có mặt ở Nghệ An, và nói thật là về Nghệ An thì ở đây thì chia sẻ với mọi người là rất nhiều người đang tò mò là cứ nghĩ là vợ chồng em là đang thì làm công việc như vậy ấy, mà tại sao lại bây giờ về hai vợ chồng lại cứ tủng tỉnh ngồi trên xe để cứ suốt ngày đeo cái túi để đi hết nhà này nhà kia. Họ cũng rất là thắc mắc, nhưng mà thôi kệ họ đi, họ thắc mắc thì họ tự hỏi mình. Có những người thì hỏi là thế bay làm thế thì liệu là có chắc chắn hay không, hay là bay quay đấy, bây giờ chúng ta lửa đầy ra. Vâng, bây giờ thì nhiều cái bị lửa lắm cô ạ, hay là nhiều cái bị lửa lắm bà, nhưng mà làm gì thì làm, thì mình cũng phải biết được rằng là cái gì tốt, cái gì xấu. Thì con người cũng vậy, có người tốt người xấu mà, chứ phải là cái gì cũng tốt hết đâu và cái gì cũng xấu hết đâu. Thì nếu như mà vợ chồng cháu mà chia sẻ cái thông tin này, cái cơ hội này thì mọi người cũng đã biết rồi, mọi người cũng đã biết là vợ chồng cháu đang làm gì rồi. Thì mọi người nếu mà muốn nghe thì vợ chồng cháu sẵn sàng chia sẻ, và có những người thì ngồi cả buổi nghe chia sẻ và thì cứ họ bảo là thôi để tìm hiểu đã. Và có những người thì đã lập tài khoản và có những người thì cũng đã đầu tư, và hiện tại thì hai vợ chồng đang thuyết phục một cái gọi là lão luyện trong cái ngành bảo hiểm đấy ạ. Cô này thì cô đến theo bảo hiểm, cô đi tư vấn bảo hiểm 10 năm rồi và cô cũng đã có một cái hệ thống rồi, cô cũng đã có thu nhập trong cái hệ thống này. Thì sáng nay thì ngồi hai vợ chồng ngồi chia sẻ thì cô bảo là đúng là từ trước giờ chưa ai nói cho cô biết những cái gọi là khi mình khai mở tư duy cho họ ấy, thì họ bảo là đúng, đi làm bảo hiểm thì họ cũng chưa nói cho cô biết là mình làm như thế nào để tiếp cận với khách hàng hay là làm như thế nào để lấy được khách hàng. Thì cô ấy bảo là để một ngày dành, hai vợ chồng dành thời gian để chia sẻ cho cô, để cô tìm hiểu và có gì thì cô sẽ đồng hành cùng hai vợ chồng. Thế thì ok, thì hôm nay cô bạn thì một cô nào đấy thì vợ chồng cháu vẫn còn đang ở quê, cháu sẵn sàng là chia sẻ cho cô. Còn về quê thì có rất nhiều cái câu chuyện mà để nói. Và có một cái điều mà tuyệt vời ở đây là mẹ chồng em là một người rất là tuyệt vời ạ. Khi mà mẹ chồng em ấy nghe những cái thông tin tiêu cực về hai vợ chồng em, đặc biệt là khi mà họ thấy là hai vợ chồng em là cứ đăng cái nọ đăng cái kia lên mạng ấy, và nghe hàng xóm cứ đồn là hai vợ chồng là không làm quán nữa rồi là bỏ cái gì đấy, thì bà thì lại cứ bảo là họ đến họ cứ nói với bà, nhưng mà bà lại không để ý. Có một tình cờ một hôm là em cầm cái giấy chứng nhận đấy, là em cầm để em đăng lên, em chụp ra này đăng lên đấy, thì bà mới thấy, bà bảo là
mẹ thấy con đang cầm cái đấy, mẹ đăng lên thì bắt đầu mẹ mới vào để xem, và để xem thì mẹ mới biết, là à, thì tao là con mình đang thì đầu tư vào cái công nghệ này và đầu tư vào cái con tàu này. Ba chỉ nói là con tàu này thôi, dẫn mẹ chồng em lại 70 tuổi, nhưng mà về công nghệ thì bà thấy là bà rất là tuyệt vời, bà rất là hiểu thế giới nhá. Bà nói là bây giờ người ta hiện đại rồi, người ta dùng robot rồi, bây giờ con người người ta đâu cần nhiều nữa đâu. Và bây giờ nói như thế này mà lại còn chả biết chả tin nữa thì chả biết tin cái gì. Đấy, ai đến bà cũng chia sẻ, bà bảo là cái này không cần nhiều đâu, cái này á nó làm tốt lắm, mà cái này nó tương lai nó rất là tốt, nên là cái này mình không cần nhiều, mình chỉ có 1,2 triệu mình đi chợ cũng hết mà, bà nói với mọi người thế. Nhưng mà mình bỏ 1,2 triệu vào đây, sau vài năm nữa mình có thể thu nhập của mình tăng lên rất là nhiều. Bà rất là bà chia sẻ với mọi người rất là hay, và em cảm thấy rất là biết ơn mẹ chồng em. Mẹ chồng em là người rất tuyệt vời, và đó là một cái động lực để truyền cảm hứng cho vợ chồng em, và là để cho vợ chồng em luôn luôn nỗ lực, và cũng như là giống như ở anh Công với chị Thơ với chị Dung đây ạ. Và luôn luôn là những người mà là họ có những câu nói hay là có những cái hành động để động viên vợ chồng em, để làm sao vợ chồng em là sẽ mỗi một ngày tốt hơn, và mỗi một ngày là mình phát triển bản thân mình hơn. Thì em vô cùng biết ơn anh Công, chị Thơ và chị Dung, và anh chị em trong cộng đồng UST rất là nhiều. Em xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái câu chuyện của em. Thì em lần đầu em chia sẻ trên livestream, và lần đầu em nói ra cái câu chuyện này, thì nhưng mà có rất là nhiều nói để nói rất là nhiều, nhưng mà lần đầu thì em hơi ấp úng tí. Thế này là tuyệt vời lắm rồi, chết rồi. Thế này mà một thời gian nữa thì Loan phát như đài phát thanh luôn, đúng không? Đấy. Các anh chị ạ, khi mà mình đã yêu rồi thì mình yêu quên lối về. Nói về cái lĩnh vực mà mình lựa chọn, không bao giờ biết chán, không bao giờ ngừng nghĩ, đúng không ạ? Lý do đầu tiên em Loan nghĩ cái công việc truyền thống, bởi vì em thấy được rằng nếu như mình vẫn tiếp tục công việc như thế này, chồng mình sẽ thay đổi, biết đâu được nó thay luôn cả mình thì sao, đúng không? Rồi em Loan còn đặt câu hỏi, tại sao có những khách hàng đến cửa hàng mình để ăn, ăn ngon mặc đẹp, mình cũng là một người phụ nữ, tại sao mình phải đi phục vụ họ? Mình cũng là người phụ nữ xứng đáng được hưởng những cái gì mà mình được hưởng chứ, tại sao bây giờ mình cứ phải đầu tất bật tối, quần áo thì lem luốc, dầu mỡ mùi hôi ám trong người, đúng không? Ngày nào cũng như thế, mình phải làm đủ ở trong bếp. Mà kiện làm nhà hàng ở đây nó không phải là nhà hàng quá lớn sang xịn như nhà hàng nước ngoài để chúng ta được làm những cái món ăn chất lượng và đẹp, mà đây là chúng ta đang phục vụ nhu cầu của truyền thống người Việt, con người Việt Nam của chúng ta. Nên cái công việc mở quán ăn như này rất vất vả. Cái thời điểm để người ta đi chơi, đi du lịch, nghỉ ngơi thì mình lại càng phải làm nhiều hơn. Mà trong kinh doanh truyền thống như này thì chỉ có mong ước làm thế nào để có thêm khách, để chúng ta có thêm thu nhập, đúng không? Việc của mình là chỉ như thế. Và cho đến khi kết thúc một tháng quay lại thấy à, doanh số mình cũng có, thu nhập cũng có, nhưng mà mình nhìn lại bản thân mình xem, đến bản thân mình còn chán thì những người xung quanh nhìn mình họ có thấy chán hay không, đúng không? Đấy là cái góc độ khác của em Loan đã khao khát thay đổi. Và một cái nữa là lúc mà chồng chia sẻ cho em, đó là em vẫn thấy rằng là ôi trời ơi, tiền trước mắt đây chả kiếm, cứ đi kiếm ở đâu, đúng không? Vì mình đang còn nhìn thấy những cái thu nhập hiện tại trước mắt của mình, và mình cũng nhìn như thế, và gia đình chị Dung cũng từng như thế. Anh Thường cũng từng mở cửa hàng sửa chữa xe máy, cũng có thu nhập trước mắt, không phải đi đâu cả, cái tiền đây, khách đến sửa xe xong lợi nhuận bao nhiêu biết bao nhiêu, bỏ bao nhiêu vốn và lợi nhuận bao nhiêu biết được ngay. Bây giờ đi đầu tư ở đâu để trở thành tỷ phú, lệ triệu phú, tương lai viễn vông ở đâu, đúng không? Lúc đó tất cả chúng ta đều không có tư duy để đón nhận cơ hội mới đâu. Cho đến ngày phải đúng thời điểm phù hợp, đặt ra được câu hỏi, và đặt câu hỏi, ví dụ như em Loan đã đặt được câu hỏi cho chính bản thân mình, đó là câu hỏi phù hợp với chính em. Đó là như câu chị Dung vừa nói, tại sao mình lại không phải là khách hàng mà mình phải là người phục vụ, tại sao mình cũng xứng đáng được hưởng mà nhìn ngày mình ngày hôm nay nó lại nham nhé như thế này. Và em cũng có biết không, nếu như kinh doanh truyền thống của công việc của em cũng giống như gia đình nhà chị, đó là phạm trù khách hàng nó chỉ có ở đó mà thôi. Ít khi để khách hàng từ trên Hà Nội và đi xuống đến tận Bắc Ninh để đi ăn, đúng không? Trừ trường hợp người ta nhỡ bữa hay là có lý do gì đó thì người ta mới đến cái khu vực đó, và người ta cũng có thể ăn một bữa mà thôi. Nếu như cái quán đấy ấn tượng và chất lượng thì may ra còn lần tiếp theo, còn không thì chỉ có một lần duy nhất. Đó, thế nên là cái phạm trù tháng này em có thể thu nhập 30 triệu, 50 triệu hay 70 triệu tùy, nhưng tháng sau biết đâu nó chỉ được có 15, 20 triệu thì sao? Bởi vì không thể làm cái gì để suốt ngày đi ăn được, đúng không? Làm thế nào để mà gia đình mình cứ suốt ngày đi ăn nhà hàng được? Không, chúng ta cũng phải cuộc sống ăn cơm áo gạo tiền ở nhà nữa. Nên là
thu nhập của chúng ta nó chỉ có như thế thôi, nó sẽ không có cái đòn bẩy bứt phá mạnh, nó hơn so với việc chúng ta đi làm công ăn lương. Nhưng mà nghĩ lại cái giá của chị em mình phải trả ra ấy, 6 giờ sáng đã phải mở hàng rồi, dọn dẹp chuẩn bị rau dưa cơm nước đầy đủ để đến giờ mới có thức ăn, thực phẩm, thức ăn ngon tươi đẹp cho khách hàng. Làm không bắt mắt, không ngon thì người ta sẽ không đến nữa. Đấy, 10 giờ, 11 giờ thậm chí người ta mà nhậu đến tận 2, 3 giờ sáng mình vẫn phải phục vụ, buồn ngủ mệt mỏi lắm rồi mà mình chưa được nghỉ ngơi. Đấy, đó là cái lý do mà em Loan đã tìm được cho mình cái lý do đủ lớn để mình dịch chuyển. Và chúc mừng em Loan đã được người chồng phân tích cho mình, bởi vì anh đã đi học các khóa phát triển bản thân. Đấy là lý do vì sao mà chị Dung ngay đầu buổi live stream vẫn khuyến khích anh chị em, đó là nên tìm cho mình những cơ hội đi học. Cái cơ hội của đi học hiện tại của công nghệ UST của chúng ta đó là anh chị đang là người cho không kiến thức, cho không môi trường để tạo năng lượng cho chúng ta phát triển. Còn những cái phí gọi như là cái tiền mình đặt đấy là tiền ăn của chúng mình, tiền thuê hội trường của mình ngồi và tiền nước ngon bình thường của mình trong ngày, đó là cái mà chúng ta không đi chúng ta cũng phải sử dụng, đúng không? Nên là cái môi trường này nó đang tạo cho chúng ta có được cái học thức tốt hơn, phát triển tốt hơn. Và ngày hôm nay Loan đã áp dụng được, em Loan đã đang chuyển hóa được cái kiến thức đó về với chính mình và chia sẻ được cái cơ hội này về với cộng đồng. Và một cái nữa đấy là khi mà em đã đến với cái này rồi, trước đây em có đủ tự tin lên livestream này đâu, đúng không? Mặc dù ngày hôm nay là buổi đầu tiên, chị nhớ lần đầu tiên gặp em ở một khóa học, cái câu chuyện đầu tiên hỏi đến đó là đồng đội của em đang ở dưới kia thì em sẽ làm thế nào, và em đã không nói nên lời, mình khóc, đúng không? Nhưng ngày hôm nay em biết được rằng là nếu như mình mà cứ lui về hậu phương, cứ ở phía sau, chồng mình cứ vươn mãi, đến một lúc đầu đấy quay lại chán mình. Thứ hai, nếu như hai vợ chồng đồng hành, 1 + 1 = 2. Nhưng mà trong kinh tế học thì chị Thơ thường nói cái câu chuyện đó là 1 + 1 = 11, đúng không? Nếu như một cái việc chia sẻ mà chỉ mình chồng làm thôi, nó tại sao cơ hội tốt như thế, tiềm năng như thế, tại sao có mình chồng mình làm mà vợ đang phải lăn lộn vất vả ngoài kia kìa? Mày đã giúp được cho vợ mày chưa mà lại đi chia sẻ với người khác? Nhưng ngày hôm nay khi hai vợ chồng cùng nhau đồng hành, kết quả như thế nào chưa biết, nhưng cái thành công lớn nhất và thành công hiện tại của mình bây giờ đó chính là hai vợ chồng đồng hành cùng với nhau. Họ sẽ đặt câu hỏi, chắc chắn công việc này nó phải có tiềm năng, giá trị thực sự nó với dịch chuyển công việc truyền thống, và hai vợ chồng đồng hành làm việc ở đây nó phải có kết quả như thế nào thì họ mới bắt đầu quan tâm. Và điều quan tâm nữa đó là khi mà họ quan tâm theo dõi bây giờ, nhưng mãi có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa thì họ người ta mới đồng hành cùng mình thì sao, đúng không? Nên là việc của anh chị em mình đó là cứ đi gieo cái cơ hội này đến với cộng đồng. Không thuyết phục em nhá, không thuyết phục, bởi vì mình là cơ hội giá trị, là cơ hội kim cương. Tôi đang có cơ hội tiềm năng giá trị thực sự, anh chị em cứ chia sẻ lan tỏa. Không thuyết phục, không có việc gì phải thuyết phục. Mình thuyết phục nhiều thì sau này họ theo mình mất tiền, hay theo mình nó đổ vỡ, hay là một lý do nào đó thì họ lại đổ lỗi cho mình. Nên là mình có cơ hội mình chia sẻ, họ nhận thấy được giá trị, và một thời điểm nào đó gọi là phù hợp, cũng giống như hạt giống mình gieo xuống thì một lúc nào đó nó nảy mầm, nó đủ thời tiết, đủ khí hậu ôn hòa tất cả rồi thì nó sẽ tự nảy mầm, đúng không? Nên việc của chị em mình là lan tỏa, chia sẻ cơ hội, nói đúng, nói đủ, nói thật, không cần thêm bớt, không cần nói văn hoa vị miều, đúng không? Cơ hội nó là tiềm năng như thế này. Và một cái nữa, lý do vì sao cho đến ngày hôm nay vợ chồng nhà em Dung cũng như em Loan và anh Công chị Thơ, rất nhiều cặp đôi của chúng ta đã đồng hành hai vợ chồng, bởi vì ở đây cái công việc này chúng ta có cơ hội thừa kế cho thế hệ mai sau các anh chị nha. Nên chúng ta hãy nghiêm túc, nếu như em Loan vẫn tiếp tục công việc đó là kinh doanh nhà hàng, thì liệu cái công việc của em có thừa kế được cho con em không? Con của em nó có còn đón nhận không? Và cái việc ăn uống như thế nó có còn phù hợp ở thế hệ mai sau này hay không? Đúng không? Ví dụ như các quốc gia phát triển thì nó không còn quán ăn vỉa hè, nhà hàng bừa bãi như thế này nữa, rác rưởi nữa, mà nó sẽ là những cái quán ăn nhà hàng chất lượng hơn, nâng tầm cuộc sống nó lên, thì họ sẽ đi vào những nhà hàng sang sạng xịn mịn hơn để phục vụ cái nhu cầu cuộc sống của họ tốt hơn. Thế thì cái công việc hiện tại của chị em mình làm tốt là cũng sạch sẽ không phải ấy, nhưng mà nó không còn phù hợp ở thế hệ mai sau nữa, thì em sẽ không thừa kế được cho con em. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta, gia đình em, gia đình chị và rất nhiều gia đình cổ đông khác nhau của chúng ta đang xây dựng một nền móng, một sự nghiệp, một thương vụ, một cơ hội để sau này chúng ta vẫn thừa kế lại được cho con, không còn là tài sản, đúng không anh chị em?
Chúng ta không có thừa kế nguyên cái số lượng tài sản là tiền, là cổ phần, cổ phiếu nữa, mà chúng ta đang thừa kế lại cho thế hệ mai sau, đó là một hệ thống con người. Đúng không? Khi vợ chồng em, vợ chồng chị và các anh chị em của chúng ta đều có tư duy về đầu tư thì con của chúng ta nó cũng sẽ có tư duy sớm hơn. Nó không phải đi đường vòng giống như chị em mình ngày xưa nữa. Không phải bỏ ra là nào là đi làm công, nào đi là học việc, nào đi kinh doanh, sau đó rồi mới đến lĩnh vực đầu tư. Ngày thế hệ mai sau con của chúng ta, họ sẽ, các con sẽ biết đến lĩnh vực đầu tư sớm hơn để tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được tiền bạc. Đấy, ví dụ như là em mà muốn mở được nhà hàng, em cũng phải có thời gian đi học hỏi này, đi làm này, em trải nghiệm này, phải phục vụ cho người ta rồi sau đó mới làm cho mình. Hay đơn giản như chị đi làm ngành y cũng thế, chị cũng phải bỏ tiền ra, bỏ phí ra, bỏ thời gian ra, chị đi học có bằng. Có bằng về nhưng người ta đã trả tiền cho mình đâu. Mình phải có thời gian học việc, phải có trải nghiệm, sau đó họ mới trả lương cho mình. Nhưng mà mình vẫn cứ nói câu đơn giản là họ trả lương cho mình, nhưng thực chất mình đang là người trả lương cho họ, đúng không? Cái giá trị mình thu nhập 10 triệu thì mình phải làm ra từ 15, 20 triệu, thậm chí 30 triệu thì họ thì mình mới được nhận mức lương 10 triệu. Bởi vì mình phải là người trả phí cho tiền thuê bằng này, tiền thuê mặt bằng này, rồi tiền thuê nhân viên, tiền thuế má, tiền làm CPV, tất cả từ A đến Z. Cái đó là chính bản thân mình đang là người trả đấy các anh chị em ạ. Còn cái người chủ đấy là người ta có tư duy, người ta có tầm nhìn, người ta biết sử dụng đòn bẩy, đúng không? Biết đến lĩnh vực đầu tư này chị em mình mới biết đến đòn bẩy, đó là thời gian của mình, công sức của mình, trí tuệ của mình và có cả phần tiền bạc của mình đấy, thì họ mới tạo ra dòng tiền cho họ. Tại sao những con người đó họ biết sử dụng đòn bẩy mà mình lại không, đúng không? Mình xuất phát điểm của mình có khi còn nhiều người không bằng mình cơ mà đấy, mình có ăn có học, mình có nơi phát triển tốt mà tại sao họ lại để cho họ sử dụng cái đòn bẩy của mình mà mình lại không biết tận dụng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, chúng ta biết rồi, biết cơ hội này rồi thì trách nhiệm của chúng ta đó là lan tỏa và chia sẻ cái cơ hội này. Làm thế nào để cho họ hiểu được cái giá trị thực sự khi mà có vốn vào cổ phần doanh nghiệp nó như thế nào. Đó là cái mà Loan cũng như là rất nhiều các anh chị em của chúng ta, trong đó có cả chị Dung, chúng ta đang làm được điều này rồi. Và khi mà chúng ta làm được rồi, mình làm được rồi, trải qua rồi và mình biết được là mình nên làm như thế này. Việc của chúng ta đó là cứ sao chép người thành công, đúng không? Sao chép mọi người đi qua giống như em, sao chép anh công chị thơ, chị Dung cũng sao chép anh công chị thơ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có những ngôn từ, những câu nói, những cái hành động, những cái thông tin ở trong văn phòng cá nhân chúng ta có hết. Đó là chúng ta cứ chia sẻ lan tỏa, chẳng cần thêm bớt, chẳng cần thêm cho ai, đúng không? Và có một cái nữa đó là nếu như chia sẻ cho các anh chị em ở ngoài kia mà kinh doanh về truyền thống, ví dụ như là em chẳng hạn, bây giờ muốn mở được một cái nhà hàng ít nhất phải sắm từ A đến Z, từ xoong, nồi, bát, đũa, đúng không? Đồ ăn, gia vị, thực phẩm phải đầu tư trước, nhưng số vốn không hề nhỏ. Đấy, nhưng mà cái cơ hội để chúng ta đầu tư vào đây để sau này chúng ta cũng có một cái mức lương, gọi là lương hưu đi. Lương hưu nhưng mà nó không dừng ở một điểm 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu mà nó sẽ tăng dần theo thời gian. Vì nhu cầu cuộc sống của mọi người càng ngày càng tăng lên thì chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển lên, thì chúng ta sẽ có nhiều lợi nhuận. Đó chính là cái lý do mà mình giúp được, mà cơ hội đầu tư bây giờ, có vốn bây giờ nó lại là con số vô cùng nhỏ, đúng không? 1 triệu 2 Việt Nam đồng thôi cũng đã có cơ hội đầu tư góp vốn vào đây rồi. Thế thì lý do gì mà mình lại không lan tỏa? Lý do gì mình không giúp? Và ngày hôm nay nếu như mình không lan tỏa, không giúp thì đó là lỗi của mình. Còn khi mà mình lan tỏa, chia sẻ rồi, giúp đỡ cộng đồng rồi mà họ không đón nhận thì đó là lỗi tại họ, đâu phải lỗi tại chúng ta, đúng không? Mạng của em bị yếu hả? Con chào mẹ nha. Em chào chị Minh Tâm, chào chị Ngà Tuyết Vân, chào chị Kim Dung, chào chị Mai Thảo, chào các anh chị em. Cảm ơn, con chào cô Minh Thịnh. Chào các anh chị em rất nhiều, này giờ con bận live nên không chào được. Loan ơi, có phải mạng em bị yếu không? Thế hả? Chắc là tại trời mưa. Đấy là lý do vì sao mà chúng em đang làm việc suốt ngày đêm, năng nổ suốt ngày đêm, thay vì nếu như mà là công việc trước hay là làm một công việc đi làm công nhân chẳng hạn, đi làm công ty thì đến giờ là nghỉ về nhà, nghỉ ngơi, tắm rửa, đi chơi cùng với gia đình, thì chúng em lại phải dành nhiều thời gian hơn. 5 giờ sáng như thời gian vừa rồi đây thì em bận hơn, em chưa dậy được lúc 5 giờ để tham gia vào câu lạc bộ đọc sách. Còn như em Loan, vợ chồng em Loan thì là thường xuyên dậy vào lúc 5 giờ tham gia vào câu lạc bộ đọc sách để có thêm kiến thức, thêm tư duy, học hỏi thêm những cái thành công của những người giỏi, người ta đi trước để trau dồi thêm kiến thức cho mình.
rồi chúng em lên live stream tham gia các khóa học, rồi là tham gia các hỗ trợ thị trường, đi đến nơi, chúng em đi đến đâu cũng phải cần có chi phí chứ, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng muốn giúp cho đồng đội của mình có thêm thông tin, cũng muốn chính bản thân mình phát triển mỗi ngày. Thế nên là em đã, chị em nỗ lực nhiều hơn nữa và mong muốn rằng mình có kết quả và thấy được cái kết quả như thế rồi thì cũng muốn giúp cho đồng đội của mình có kết quả. Nếu như mình không giúp được cho đồng đội của mình có kết quả thì một thời điểm nào đó họ sẽ cũng bỏ mình để đi, đúng không ạ? Nên là việc của chúng ta đó là hãy thay đổi mỗi ngày, giống như em Loan. Nếu như em Loan mà không lựa chọn thì vẫn là em Loan của ngày hôm trước. Ngày hôm nay thì làm gì có được là lên live stream cùng chị Dung này, hay là làm gì có được cái cơ hội đó là đi chia sẻ cùng với cộng đồng này, hay là hai vợ chồng làm gì đi được cùng với nhau, đúng không ạ? Em chào anh Nam nhá. Trời ơi, em chào anh tỷ phú Nam. Anh Nam cũng là một trong những cổ đông mà em Dung vô cùng ngưỡng mộ luôn. Khi mà biết đến cơ hội tiềm năng như thế này thì anh Nam đã dành thời gian tìm hiểu nghiêm túc trong vòng một tuần các anh chị ạ. Nghiêm túc trong vòng một tuần, nhưng mà cái cơ hội để anh quyết định đầu tư vào công nghệ UFT thì nó lại vào đúng dịp Tết năm 2023. Đó. Nên là đến ngày mùng 4 tháng riêng năm 2023 thì anh bắt đầu quyết định góp vốn, cái số nguồn vốn của mình vào công nghệ UFT. Thì cho đến ngày hôm nay thì anh Nam cũng đã sở hữu cho mình được mấy triệu cổ phần rồi. Vậy các anh chị em có đặt câu hỏi là người giàu, người có tiền, người có tầm nhìn, có tư duy, họ đầu tư nhiều như thế, họ không sợ rủi ro, không sợ mất hàng, đúng không? Nên là việc của chị em mình đó là chưa giỏi, chưa sở hữu được nhiều tài sản, thì việc của mình đó là học theo những người giỏi, đi trên theo những người giỏi, nắm bắt theo cơ hội của những người giỏi thì mình trở nên giỏi thêm, đúng không ạ? Chưa cần phải giỏi ngay bây giờ, nhưng tương lai mình sẽ giỏi hơn. Đấy, thế thì Loan có thể chia sẻ với các anh chị em một chút xíu, đó là mục tiêu của anh hai vợ chồng là năm 2023 này mình sẽ sở hữu là bao nhiêu triệu cổ phần được không? Mạng yếu hả em? Alo, chắc là Loan bị mạng yếu rồi, không nghe thấy được vì tại ở trong Nghệ An đang bị mưa, còn Hà Nội thì ngày hôm nay cũng đang rất là nắng. Anh Nam thì vừa rồi đây, em thấy anh Nam có quay một cái video là anh đang đi hỗ trợ khách đúng không? Chúc mừng anh Nam nhá. Em chào chị Chi Phạm. Loan có nghe chị nói không? Chị vẫn nghe mà, chị vẫn nghe. Nó hơi chậm chờn một chút xíu. Bên em nó cứ tịt tịt, ta không thể nói được. Chắc là vừa rồi nó chậm chờn một chút xíu vì trời mưa. Em có thể bật mí cùng với các anh chị em mục tiêu của hai vợ chồng là từ nay đến cuối năm, giống như em đã viết mục tiêu trong khóa học K10 đúng không? Em muốn sở hữu bao nhiêu triệu cổ phần và giúp cho hệ thống có bao nhiêu người, và lên kế hoạch như thế nào để chúng ta cùng nhau thực hiện được điều đó. Mục tiêu mà khi mà học khóa K10 của chị Thơ ấy, và khi đấy là cũng có một cái phiếu để mình viết cái mục tiêu của mình ra, thì hai vợ chồng em thì nói chung là mình trong cái con người mình đã có một cái khao khát là làm sao đấy là thật có thật nhiều tiền để sở hữu thật nhiều cổ phần, và để sau này là mình thoát nghèo bền vững ấy, và mình trở nên giàu có. Thì tại mạng hơi yếu Loan ạ. Em ơi, mạng hơi yếu nên là không có nghe rõ được rồi. Tiếp thế đến đoạn quan trọng thì lại không nghe thấy đúng không chị em? Nó hơi yếu em ạ, mạng hơi chập chờn nên là không nghe rõ. Đấy, thế thì người ta bảo đúng là câu chuyện hay đến chỗ đoạn hay nhất thì lại mất mạng.
Khi mà chúng ta có mục tiêu các anh chị nha, chúng ta cần phải có mục tiêu cụ thể. Ví dụ như là vừa chồng em Loan mục tiêu là em đang nói câu ví chuyện ví dụ nha anh chị nha, mục tiêu mình sở hữu 10 triệu cổ phần thì chúng ta cần phải chia nhỏ cái mục tiêu đó ra. Chia ra từ nay đến cuối năm là còn 6 tháng này, 10 triệu cổ phần mình chia ra là mỗi một tháng mình sẽ sở hữu bao nhiêu. Vậy một tháng đấy muốn sở hữu được bao nhiêu triệu cổ phần, như vậy thì mình sẽ chia nhỏ cái theo tuần, theo ngày, và một ngày mình sẽ liên lạc với bao nhiêu người, giúp được cho bao nhiêu người, và mình phải làm việc như thế nào. Nếu mà muốn nó hơi chập chờn đấy, em xuống đi, em xuống like đi cũng được. Cảm ơn em Loan đã vào tương tác và hỗ trợ live stream, và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau liên tục trong vòng một tuần nha, để xem là sau ngày buổi live stream đầu tiên cùng với chị Dung ngày hôm nay thì ngày mai em Loan có gì mới, em Loan có gì khác, và cái quá trình em đi làm việc có những cái khó khăn gì, và cái thành công như thế nào, thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau gặp em Loan, và em Loan với em Dung sẽ đồng hành phát triển cũng như là live stream cùng nhau liên tục trong vòng một tuần, quý cô chú anh chị nha. Những ai đã dành thời gian vào tương tác bài giúp em Dung và em Loan thì hãy theo dõi em Dung và em Loan của ngày hôm nay và một tuần nữa có gì mới hơn không, đúng không ạ? Và kế hoạch làm việc của chúng em sẽ vào lúc 13 giờ chiều thừa hàng ngày liên tục trong vòng một tuần, và chúng em cũng mong muốn thông qua live stream như thế này có thể là truyền tải thông tin cũng như là truyền năng lượng thêm cho các anh chị em, cũng như là không phải là chúng em lên đây để chỉ bảo hay dạy dỗ lại điều gì, tuy nhiên là đây là những cái thứ mà chúng em đã áp dụng được trong thời gian qua rồi, cảm thấy có kết quả thì chúng em cũng mong muốn chia sẻ lên. Nếu như quý cô chú anh chị em của chúng ta mà thấy nó phù hợp với chính bản thân mình thì có thể là mang về áp dụng cho mình, đúng không ạ? Còn thấy chưa phù hợp hay là thấy chúng em còn có phần thiếu sót thì có thể là bổ sung thêm cho chúng em, để chúng em hoàn thiện mình hơn nữa, để cho chúng em tốt hơn của ngày hôm qua, cũng như là tốt hơn để sau này chúng em có được cái kiến thức, có được cái tài sản, cũng như là có được cái tư duy tốt hơn để giúp đỡ những người phía sau, đúng không ạ? Và bây giờ em Dung còn đã lên live stream được 1 giờ đồng hồ rồi, thì em Dung xin kết thúc live stream ở đây, và xin chúc quý cô chú anh chị em của chúng ta có một ngày làm việc thực sự hiệu quả. Và anh chị em nào đã đăng ký vào khóa học K11 thì chúng ta hãy theo dõi khung giờ nha anh chị nha, ngày 30 mùng 1 mùng 2, 30 tháng 6 mùng 1 mùng 2 tháng 7 là chúng ta bắt đầu khóa học K11 đi học, để chúng ta cùng nhau thay đổi, đi học để cảm nhận, đi học để tạo năng lượng, và chúng ta luôn luôn năng lượng thì sẽ có ngân lượng, đúng không anh chị? Nên là chúng ta cùng nhau gặp nhau ở tại khóa K11 các anh chị nha. Còn những anh chị nào mà chưa đi học thì chúng ta hãy nghiên cứu tìm hiểu xem cái khóa học này có gì hay, có gì đặc biệt và có gì tiềm năng hay không, để chúng ta đăng ký đi học. Không có là cái lớp học thì chỉ có giới hạn là 100 người thôi, và em đã thấy trong nhóm hơn 100 người rồi. Thì những anh chị nào đăng ký rồi thì chúng ta hãy nghiêm túc với cơ hội này nha. Vâng, em xin kết thúc live stream ở đây, và xin chúc quý cô chú anh chị em của chúng ta thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.